Xin kính chào quý vị và các bạn. Lại là em đây, Thảo Audio Bình Dân. Và tiếp tục clip hôm nay, em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hình ảnh chi tiết về đôi lo JBL4312SE. Quý vị ha, xin nhắc lại model là JBL4312SE Control Monitor. Có chữ Control Monitor nữa nghe gì nha. Và đôi lo này thì nó được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hãng JBL của Mỹ quý vị ha. Đó, thì đôi lo này bây giờ với shop mình với hình thức là còn zin nguyên bản toàn tập và còn luôn thùng shop vậy ha, thùng shop giấy khai xanh đầy đủ, có nghĩa là hàng còn full thùng vậy ha. Thì mình đôi lo này mình chủ yếu là để trưng bày và bắt nhạc liêu riêu để test những cái đầu đĩa hoặc là những cái con âm ly đời mới cao, cho nên mình ghép vô những cái đôi lo này. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu đây để anh em nào có muốn sở hữu đôi lo này thì anh em cứ liên hệ với Trần Thảo Ấn Khang, giá thì rất là bình dân và đảm bảo với quý vị và các bạn, giá bên em sẽ rẻ hơn thị trường cũng khá về đôi lo này gì ha. Thì về cái phần mà chi tiết cũng như là giới thiệu về tất cả các chi tiết về tiếng lo, các tiếng lo của nó, bass, mid, chép này kia nọ rồi á, thì mình hẹn quý vị và các bạn sẽ có cái clip mình quay trực tiếp đôi lo này vì ha. Còn hôm nay thì mình chỉ lồng ghép những cái hình ảnh chi tiết của đôi lo này vào cái clip này thôi. Và ở trên đây thì mình cũng có mượn cái hình cũ bát ở trên trang chủ của JBL, cái hình cũ bát zin của nó gì ha, hình cũ bát của nó mình làm mẫu để mình lồng ghép ở đây cho quý vị và các bạn xem. Cũ bát nó là cái nó cải tiến làm cũ bát, nó nhìn rất là khủng vậy đó gì ha. Tất cả các tiếng lo cũng như là phân tầng này kia nọ đầu trong cái model mà nghe chăng cái model kỷ niệm 70 năm này, cái dòng model 4312SE này thì nó cải tiến cực kỳ. Và giờ nó cải tiến cái gì thì mình hẹn quý vị và các bạn vào clip mình quay chi tiết đôi lo này, mình sẽ nói rõ cho quý vị và các bạn nghe. Thì trên clip này mình nói sương sương như vậy thôi. Thì mình mời anh em và quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái đôi lo JBL4312SE này cùng với Trần Thảo Ấn Khang vậy nha. Và đến đây thì em cũng xin tạm dừng clip quý vị nha. Nếu quý vị và các bạn đang xem clip, quý vị thấy đôi lo này nó có đẹp như lời của em nói, thì quý vị vui lòng cho Trần Thảo Ấn Khang xin một like trên clip này quý vị nha. Tuy là quý vị like trên clip chỉ là một cái chạm tay trên màn hình thôi, nhưng đó là một cái động lực rất lớn để thúc đẩy Trần Thảo Ấn Khang hăng say làm clip mỗi ngày và để phục vụ quý vị và các bạn ngày càng tốt hơn quý vị nha. Em xin chào, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.